được à? Em được cũng đến được à? Nãy xe là tua rồi. Nãy xe là tua. Tua nà. Tua. Tua. Tua nà, nãy xe là tua rồi. Cái đó tại vẫn chuẩn ra không đợi mi à một một tô tô tao lấy chị đi chị mà không muốn đâu chứ không mà chui phi lý đi chạy muốn này số mà ông muốn ra đi nhà mà muốn ra đi nhà mà muốn ra đi ở đây chẳng Mua chị tưởng là mình đi mà tao cháu tụi nó cho tao cháu 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 tao
Đây các bạn ạ, lúc mà trồng 5 cái cây xanh này các bạn, là theo quan niệm của vùng Trường Mỹ Hải nhé, là lập ngói âm dương. Chứ ông ở như nào thì cũng phải là có ngói hoặc bờ lô ấy, để che nắng che mưa. Thế cho nên là cũng phải trồng những cái cây xanh như này này. Những ai mà trồng được cái cây xanh như này lên trên mộ ấy, cũng sẽ được uống một chén rượu cái này này. Thủ tục ba sáng thì cũng gần xong rồi. Thế cho nên là những anh em người nhà ấy sẽ rất là cảm ơn. Giống như là Mỹ Hải cũng đã đến đây thì cũng sẽ cảm ơn và mời các bác ở dưới này để cũng đang làm thủ tục. Sau một thời gian ngắn ấy, làm cái thủ tục ba sáng ấy, cũng đã xong. Thế cho nên là bây giờ là cũng sẽ đi về nhà trực tiếp là cho nhà em Chứ trưởng xóm ấy, để vẫn còn cái thịt của hôm nọ mà đầu chân tay ấy sẽ nấu ăn và cảm ơn sáng nay là anh em đã đến giúp. Em Lửa cũng biết rằng là mình đi chậm hơn mọi người, em Lửa cũng đi trước rồi kìa. Còn những cái chai rượu mà anh em mang đến ấy, trong 3 sáng như này, uống không hết thì sẽ đổ vào trong cái lọ kia. Còn thầy ấy sẽ là người trực tiếp đi sau cùng nhất và để còn niệm. Giờ là cũng đã xong rồi, giờ là Mỹ Hải cũng sẽ quay về nhà trưởng xóm. Còn những cái niệm như này này sẽ để trực tiếp là một bác ở lại thôi, bác này sẽ ở lại sau cùng nhất này các bạn này. Còn theo thủ tục ấy, ở trên vùng Mỹ Hải ấy, Mỹ Hải cũng không được phép là ở đây để niệm như nào mà cũng không thể quay cho các bạn xem được. Cũng đang đi tìm cái cây cỏ danh để về làm thủ tục. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng sẽ đi trước. Còn lúc mà đưa tiến ông ra đồng ấy các bạn ạ, ở trên vùng Mỹ Hải ấy,
là đàn bà phụ nữ ấy, với lại các bà ấy là không được lên mộ. Sau 3 sáng thì mới được lên mộ và mới biết là nơi ăn nghỉ cuối cùng là của ông là ở đâu. Thế cho nên là các bác các bà sáng nay là cũng có đến hết đầy đủ. Đó, để em lửa sẽ ngồi cùng anh, để anh lại em lửa. Đây, xe trên này. Ngồi bên à? Ngồi đâu? Nhất thế tắp vô. Nhất thế tắp vô. Nhất thế tắp vô. Rồi. Nhất thế tắp vô. Lại em lửa khó quá. À, vợ của anh Trá là hôm nay là cũng đến nhà trưởng xóm ấy đúng không? À, cũng đến đây cũng nghe thông tin được đúng không? À, hôm qua về đây ngủ à? À đây à? Hôm nay trưởng quá chị? À, phải lấy cái xương ống này chặt bỏ đôi ra như này để lúc đi bẻ ngô là lúc bóc cái vỏ ngô ra, cái bắp ngô ra thì đỡ phải đau móng tay đúng không? Đó. Rồi rồi được 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 ý chỉ cho lòng mới cho đi qua mà chứ chỉ mót tè nè. Cái này là xương xương bò ấy. Xương bò nhìn lại đó chú. Đây là thịt lợn hay thịt gì em? Thịt lợn. Thế là sáng nay là mình ra mộ hết rồi, không cử ai ở nhà nấu cơm đúng không? Đang thế là sáng nay là em phải cử lấy một số thanh niên ở nhà để nấu cơm em ạ. Có một số người nó bảo là mình đi vào
tắt vào cái mủ đấy xong rồi đi thì lắm rồi còn chai rượu ấy để đi mùng để rồi 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 ai cũng muốn vào mộ thăm ông một tí đúng không? Rồi rồi, người thui thì cứ thui mà người thái thịt bên này thì cứ thái. Đang thái thịt bên này. Đây là canh nhu à? Đây là gì nhỏ? À, đây là thịt bò. Còn những cái thịt này thì hôm nọ đã trần qua rồi. Đang tái như này các bạn ạ. Trần qua rồi. Còn cái đầu thủ ở bên này này là hôm qua mới bắt đầu ninh, để sáng nay mình làm 3 sáng ấy. Anh em lên, mỗi người cầm chai rượu lên ấy, thì về xử lý anh em sẽ ăn cơm. Còn ở trong khu vực trong này là hai cái chảo này ấy, là hai cái chảo mà ninh xương bò với thổ bò ở trong này. Còn em Lửa thì đang ngồi ở góc này. Giờ mấy ai sẽ hỏi em Lửa xem là em Lửa sáng nay đi sớm hay là mấy giờ đi rồi. Tại kia chạy tay mua biển ra là tại kia ừ tại kia chị cho tay mua cho tay mua cho tay mua ừ. Các bạn ạ, Mỹ Hải cũng có hỏi chú em Lử ấy, bảo sáng nay là mấy giờ là lên mộ, nhưng em Lử không có nói rằng là 6 giờ là em đã có mặt ở trên mộ rồi. Thật bé quá. Xào thịt lạc. Nồi trong này là xào cái gì? Xào thịt lạc, nồi xào thịt lạc. Xào thịt bò hay là thịt nạc? Thịt lạc bò. À, thịt nạc bò. Ừ, thịt lạc bò. Thịt lạc bò. Vâng. Cũng chỉ đun bằng cây ngô với cái cỏ voi. Còn ở ngoài này ấy là em Chính, bố của cháu Mỹ nhé, cũng đang rửa thịt ở ngoài này đây. Đây là thịt lợn. Bố mình phải rửa mấy lần nước đi mới sạch cơ. Đấy, rửa 2-3 lần nước vào. Đấy, nồi lên nóng quá rồi, bỏ ra đây đi. Cứ cả nồi như này cơ à? Rất là đông người, cho nên là cứ vừa thái vừa xào như này nhiều lắm. Vâng. Hôm nay là được bao nhiêu mâm mà chú? Hôm nay là tất cả là thấy đông quá chán là 4-5 mâm, 5-6 mâm thôi. 5-6 mâm thôi à? Vâng, vâng. Các bác hàng xóm cũng bảo là em Lửa ấy cũng sẽ rửa tay rồi là sẽ vào đây hộ thái thịt. Thế cho nên là em Lửa cũng rất là nhiệt tình, em Lửa cũng sẽ thái luôn. Đang rửa đây này.
Em được thái thịt cũng rất là siêu, cho nên là cái chân của em là cũng chỉ bị liệt thôi, còn tay thì em cũng làm rất là giỏi nha các bạn nhé. Sau một thời gian ngắn đấy, em được cũng đã thái được một chậu như này rồi. Em được thái rất là nhanh. Vâng, anh thấy là rất nhanh. Vâng. Công nhận là dao trên mình sắc nhỉ, chú nhỉ? Dao sắc mà dao mỏng, thấy đôi mỏng đó. Vâng. Cháu này biết là thấy thì là rất mỏng mà là quá ngon mà là cái gì là an ninh thiệt rồi. Đúng rồi. Em lửa là rất là rồi. Siêu đúng không? Còn ở khu vực đây ấy, thì lợn này là tí nó cũng sẽ thái ra nhé. May chăng là hôm nọ Mỹ Hải cũng bảo là chú trưởng xóm ấy thịt cũng đã mổ đến những con vật như vậy ấy, sẽ mang lên gửi tủ lạnh ấy. Thế cho nên là trưởng xóm cũng mang đi gửi, cho nên là hôm nay là cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhìn trông rất là ngon. Đấy, anh trai của em Lửa ấy cũng đã đến vừa đến đây, cũng vừa chào Mỹ Hải xong. Những cái nồi đấy là những cái nồi vừa rang thịt bò mà sao lại phải rửa trưởng xóm? Không, cái này thì có một số không ăn thịt bò thì mình phải rang thịt lợn. À, một số là không ăn thịt bò là phải rửa đi xong là rang thịt lợn à? Rồi rồi. Có mùi thì có nhà. À, có mùi là một số là không ăn thịt bò. Rồi. Không thấy gió chưa? Không thấy gió mỏ. À, đồ mềm mén vào kia. Nồi to này rất là nhiều luôn. Còn cái nồi thịt bò trong này này là cũng sắp chín rồi. Nhiều nước quá phải vớt nước ra. Và vớt ra cho sầu nó vặt mới ngon. À. Thịt bò này là mình lại phải có tía tô cơ. Và, tía tô hoặc gừng. Và gừng này phải với lá xả linh tinh chứ nó cái kia gia vị mà đủ mới ngon. Đúng rồi, đúng rồi. Còn ở khu vực dưới này ấy. Nãy là bác trai đây này. Cũng đến muộn trên mộ ấy. Cho nên là cầm chai rượu lên ấy, nhưng mọi người đã về hết rồi, thế cho nên là phải cầm chai rượu về nhà nhé. Còn bây giờ là cũng đang bày mâm để các bác sáng nay đến giúp ấy sẽ ăn cơm. Cũng chỉ có những cái ôm mảnh mén như này thôi. Ôi, cá chép hồng, cá chép hồng. Tao hồng à? Hồng luôn. Hồng. Máu hồng đây, hồng đây. Lấy lũ. Lấy lũ rồi. Lấy lũ. Đấy, thầy cũng mời Lý Hải là một chén nhé. Mời nhá. Lý Hải bảo là mỗi người phải một chén thì Lý Hải mới uống. Mời các bạn nha. À, tao xanh. Tao lời. Đấy, đang múc canh bò để sẽ đổ vào Âu này.
những cái đồng thủ như này ấy, vì là hôm qua đã luộc rồi, mình dừ, cho nên bây giờ là chỉ đun lại cái nước này sôi lại xong là mình ăn thôi. Ở vùng trên Mỹ Hải trên này này, Mỹ Hải có nói trưởng xóm rằng là bảo sẽ ăn bằng bát, nhưng trưởng xóm bảo đông người ấy cũng chỉ ăn bằng thìa và lấy thìa như này này các bạn này, sẽ ăn thìa thôi. Giờ là những cái mâm như này ấy, là những cái mâm mà là ăn thịt bò. Còn cái thịt bò rang lúc nãy ấy, xào lên ấy cũng chưa được. Thế cho nên là anh em cứ ăn cơm trước như vậy, rồi là tí nữa còn cái đồ mặn ấy, cái thịt bò xào rang kia, tí nữa mình bắt đầu là bày ra để anh em đến kể chuyện và sẽ uống chén rượu. Còn bây giờ là cũng chỉ có nồi canh nhạt như này, có cái chậu canh nhạt, thịt bò mềm mén, canh lửa thì cũng sẽ ăn trước. Còn mâm bên này ấy, mâm bên này cũng chưa đủ người cho nên là đang chờ. Ăn đi, ăn đi, em ăn đi. Em ăn cơm đi em. Vừa ăn xong à? Rồi, ok. Không ăn thịt bò. À, không ăn thịt bò. À, chỉ ăn thịt lợn thôi đúng không? Rồi, thịt lợn này chờ mâm sau nhá. Ba mâm, bốn mâm, năm mâm. Còn bên này sẽ dành riêng hai mâm cho các bác phụ nữ sẽ ngồi bên này. Hai mâm bên này. Thái thịt rất là to này, thế cho nên là ăn một miếng thì không hết được, có phải cầm ở tay như này. Một cơm em. À thế à? Rồi, thôi cứ kệ các bác ăn cơm. Bác đây ấy, cũng bị câm đấy các bạn nhé. Vì có những cái thước phim mà ngắn vừa rồi mà Mỹ Hải đã quay cho các bạn xem ấy, bác ấy rất là nhiệt tình. Bác cũng đã giúp được em lửa, cũng bê được gạch, xây công trình phụ. Rồi đi đây thì bác cũng ăn cơm, bác cũng đến
hộ giúp để rang thịt lên. Đấy, cũng chỉ đun bằng những cái cây ngô như này. Vợ anh trai cũng có nói rằng là chị sẽ ăn sau, chị khác tự thái một cái một ít ở đây để chị sẽ ăn. Thì vợ thì kia thì ra đừng ra ăn thì chua thì ra kia tôi sẽ thì nhỡ nổi như mọi người nhé. Để cho anh em để được ăn cơm tự nhiên ấy. Mỹ Hải cũng xin kết thúc cái video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhá. Thank you.